lựa 100 hộp đi. Hộp này cô để ăn không được, để mình rửa hai cô mua này ngoài góc con vịt nhà. Không có cái này là cái rửa hả? Không, cái gì cũng đều ngon hết, lò cũng mà lò hột nhà để ăn. Đó, đi xuống là đi xuống chợ cái giùm nha, cái cô bán hộp vịt lộn. Cô bán hộp vịt lộn à, dễ thương lắm cả nhà. Cô bán hộp vịt. Cô bán hộp vịt dễ thương lắm nha cả nhà, coi à. Lựa cho 100 đi chị, lựa cho mấy cái đĩa dĩ cho em đi. Cô phải vô dĩ. Ờ, vô dĩ đi. Vô dĩ cho cô ôm để lên xe. Còn đâu nữa không? Hay quá đi. Còn mấy nước cái gì nè? Còn. Bỏ ra cho lựa đi. Lựa đem lựa đem về cho bà. Lựa rồi đó. Đem về cho bà con coi. À, mình quay khô nha, khô có sạch nha. Cô có lóc 140 nè, cả nhà mình mua ở chợ Cái Dần nha. Rồi khách sạch nha. Trời, chợ Vị Mỹ hả? Chợ Vị Mỹ. Tỉnh Đồng Tháp à. À, cô bán khô nè, dễ thương nè, cắm đủ hàng hoà nè. Khô có sạch đó là 130.000 ký. Cá lóc 140. Dưa leo 5.000 ký. Cô bán xoài là chưa thấy, hồi nãy mua đằng kia 10 gói à. Mua xoài. Lần sau nữa xuống tiếp. Lần sau, mua ngay cho cái cô ngồi đó đó. Quẹo hả? À? 10 hộp xoài. 10 hộp xoài. À, cô bán xoài này cũng dễ thương lắm nha. Cả nhà mình đi tới đây là mình đêm mốt mình đi tới đây mình ủng hộ cho cô này nha. Ủng hộ cho cô này nha. Đây là mình mua nhà vườn vịt nhà đẻ ra ta bán nè. Cái ơi. Dạ. Bây giờ mới có 8 giờ mấy hết năm mà ế gì? 6 giờ là 6 giờ mấy bây giờ cũng gì rồi đó. Nè bác ơi. Có nhiều đem ra, người ta đem ra chợ Vị Mỹ, chợ Vị Mỹ người ta bán nha. Trời ơi, con này ăn không lấy thì bà giận con này. Con không bỏ quên nó luôn à. Nhà trứng không có mít. Nhà nhóc mít. Con bé mua gì bớt lửa lửa à? Lửa 120 rồi, 4 dĩ đi cho nó chặn đi. Chua hả? Một heo. Con thật hả? 15.000 101 và bỏ vô hộp vịt lộn vô trong đó luôn á hả, cho đủ có 4 vị nè. Vậy là cô lấy nhiêu hộp lộn biết? Có 1 chục à. 1 chục vậy là lấy thêm 20 hộp đó. Làm dấu hộp lộn giùm nha. Dạ dạ. Đi đám ở trong này nè. Vậy là xe nãy mới về đó không cô? Chưa về, đi xuống qua rồi ạ. Rồi ở đi cô lửa đi. Ở đây đưa đám ma mà không? Lấy dĩ với dây ra cuộc cho cô. Đó, lửa hộp vịt. Đó. Còn 5 hộp nữa. Cái ông Tư Đồng á là anh em bằng gì với tụi này nè, ông Tư Đồng á, ông què què hồi đó ổng là chủ nhà máy phải không? Ông già hồi đó ổng làm phẫu thuật, ông đi cái dạng con lai á, mà tại ông có vợ ổng cái lửa cứ mò qua mò lại vài nãy thì có mấy lửa cha mắt này, có lửa có mấy trứng là còn tôi lửa. Con nhỏ đẹp ghê không? Coi này cái rổ này so với cái này bây giờ mình coi còn cái đó mình đo cái đó ung. Bởi mình đi xuống đây á hả, ở đằng kia để chỉ có mấy trái chứ mấy trứng không, mà mình đi xuống vòng vòng này mới nó nắng nó nhiều. Mấy rồi cắt chung rồi cho mấy em chục trứng anh chị. Dạ. Chục trứng lận. Bỏ
Thuyền ghe tàu bên đó nha. Bán hủ tiếu xuống sông gửi kiếm xe động à. Mà nếu mà không chạy là bữa nay đi nào chở cái dịch chở người chạy cái dừng phải không, chạy cái dừng vô mua cho vợ 12 cái mùng ở đâu ta thử thức tới 3 hồi 3 giờ chạy đi giờ ta mới dọn ra ta bán thịt heo đi xuống đây hàng ăn chắc đi nè chị bảy xuống hàng ăn đây đi xuống rừng đi đám hồ giờ đi xuống hàng ăn đi vòng vòng. Đi bộ đây vô nè, đi ra đây à. Đó nhà ông tự động với đây hả? Đi đường lên xuống lên nè. Ủa mấy bả đi đâu rồi ta? Sáng đi ra. Sáng quay nó đẹp. Sáng quay mới đẹp.
gia dân thành phố xuống chợ cái dần uống cà phê nha. Nha cả nhà, cái dần thôi cái quần. À, bà này. Bà này bà nó cộng rồi cái quần. Đây nè, ông màu này ông đặt mà, chợ cái quần. Đây là nhà sản xuất ra chợ này nha. Từ nhà cái cầu á, cầu 5 tấn hả? Còn 5 tấn thôi, để vậy là 5 tấn phải không? 5 tấn đúng rồi. 4-5 giờ sáng rồi, chợ nhóm. Thôi cô để đi vòng đi đã. Cháu tơi tơi. À, vô uống cà phê rẻ, thơm ngon, có 10.000 ly à, cả nhà. Cơm hủ tiếu có 15.000 tô. Hủ tiếu 15.000 tô. Cơm sườn cũng 15.000 vậy. Thành phố mà xuống đây ghé vô đây ăn nhau chợ cái quần. Nó lạng. Chào. Quay đèn hết không? Quay đèn hết không? Dài lắm đó. À. 4 giờ sáng ta ra ta. Đây kìa. Đây kìa. Đây kìa. Thấy rồi ha. Bà hay quá ha. Tôi mua bự ra nhỉ. Bà đó thấy tài rồi. Chỉ lại thằng lò quay đắng kìa. Đó, mình đi vô chợ cái dừng. À, mình quay cho cả nhà coi nghe không? Chú đi. Còn chú. Chú này con gái chú này. Ừ. Lát ra đây. Lát ra đây bao. Để có bắn mùng không em? Ờ chắc chắn là mùng. Ê xôi là 5.000 một gói nè. Ủa xôi. Ủa thấy mấy đứa nó ở đâu không à? À. Nè cả nhà đi tham quan ra chợ nè nghe không? Đến rồi nha. Nè, giờ vô đi nè. Rồi đó hết rồi. À, cả nhà đi ra. Hết rồi. Ủa không ơi, đánh cái vòng đi bộ qua bên kia hả? Bộ kia thôi nhưng mà hết nó vòng đi. Dương. Ăn chưa? Vô đây ăn nè. Một cái nước gì một cái trời à. Hả? Nước dừa. Nước dừa. Dạ. Quay lại đường lỡ. Đường lỡ mình băng về hả? Dạ, ăn bún đi. Đường này cũng đỡ về mình nè, mà đường lỡ nè. Đường lỡ rồi đi.
để đắp đi ra qua đi. Đó hai chủ người ăn bên đây người ăn bên kia. Giờ đi ra đi ơi. Giá đất. Tôi bà đi xuống dưới đây bà ơi. Ăn mấy ông ghé đây ăn sáng rồi. Đi chơi bẫy đi, đây đây đi chơi. Trên cái đường mòn mà ông nó nói đường mòn băng ở đây mình về. Đâu quán cà phê. Đúng rồi, đó xuống là mấy ông đi đi quán cà phê, mấy cái quán cà phê này mấy ông uống. Chợ cái rừng ha, xong. Rồi xuống nước lớn một cái cầu rồi xuống cầu nước mà nó lên nước lớn là lên tới đây ờ à, lên tới đó mà đóng theo cột bột à, hồ thiền nha. Bây giờ cả nhà coi nha. Để... Ủa thấy không? Cái này là một cái quay, cái mặt quay đó không? À, cái đường đó, đó hồi nãy cái đường chợ đi ra cái đường đẳng đó. Đường chợ thì nó hơi có cái đường mò nè. Đó mình ngồi cà phê nó đi thẳng ra đường đẳng. Ừ, đâu để mình đi coi cái đường lở nè, nó lở. Cái này nó sập nè không? Nguy hiểm không? Sập đó chị. Đó nè, sập đó đó, nó sập vô tới trong thềm trong này rồi. Ghê chưa hả lợi. Ở VPN nè, mình cái đường này nè, cái cầu này, xuống nè. Nó sập bao không mày chắc giải nhà ở đây chắc dở hả? Đúng rồi đó, giải nhà rất là dở. Đi đi đường mòn đó mình đi 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 có xe chạy mình đi bộ, mình đi ấy mà nhầm gì? Đó coi nè đường nè. Nó lỡ nó sập xuống vừa xong nè. Nhân dân ấp huyện tăng xây dựng nông thôn mới. Đây.
không uống cà phê đảng. Xưa có bà già chồng chị em bạn dâu rồi đi đám, cái đám ông Tư á. Ừ, ông Tư. Em đi chào chị em đi. Ông bây sao hè, ông bây sao hè đó, làm nhà sàn nè, đó làm nhà sàn mình ngủ, bên nhà làm nhà sàn đó mình nằm ở quê mình mát lắm, thôi với quê có cái nhà sàn nướng, bếp nướng rồi gà nướng, ừ, quá. Ở đây nó nhận ra không, qua ra không đó, ừ, cái gà thành.